cái ruộng này vừa rồi bị ngập đấy các bác, nên là bây giờ lúa là toàn bùn thôi. Đây là khu vực ngập, mọi người nhìn thấy cái bãi ngô vẫn còn cái vệt bùn. Này là lúa thì toàn bùn đó, năm nay là mất mùa rồi cả nhà ơi. Ờ nhanh nha. Trái áo len á nó. Sau khi gánh xong thì đến công đoạn bắt đầu tuốt để lấy thóc về nhà. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với video của Sơn Hữu nha. Ngày hôm nay thì quê nhà Sơn Hữu sau lũ lụt, bây giờ thì đã đến mùa gặt. Ngày hôm nay thì gánh lúa nhà chú, xong là một ít của nhà Sơn Hữu, còn một thửa của nhà Sơn Hữu bên dưới thì chưa gặt đâu. Không biết là có nên lúa hay không. Đấy. Hôm nay năm nay là mỗi nhà chú Thím là được mùa thôi, còn nhà Sơn Hữu thất bát rồi. Rồi. Bùn ơi. Chú gánh gánh này được đấy nhờ. Chất đấy. Ở quê nhà Xuân Hữu thì máy gặt thì không được, toàn là phải gặt tay thôi, xong là cũng gánh gánh bằng sức người thôi. Vâng. Nhà mổ con gì chưa? Ba con ngan được không ạ? Thế ông còn gánh thêm một hai bó nữa. Vâng. Ông trẻ còn ra hộ gánh đây các bác. Vâng. Bà là có tuổi rồi còn đi hộ cháu làm gánh lúa đây. Hay quá. Bà thơ lai láng đấy nhỉ? Mấy người mới bê một ôm nữa là mới gánh được. Vâng. Cái này không phải lúa chín đấy, đây là lúa bùn đấy nhá. Bùn phơi khô đấy. Ông ơi, để cháu gánh thử gánh đấy nào. Ờ, gánh cũng được, để ông nhường cho. Vâng, ông... Để cho Huy cầm máy quay đi. Vâng. Nhưng mà sợ đau ai không con? Được không ạ? Ai có làm được. Con đi đi cái này gánh suốt mà. Gặt lụa hộ gánh hộ. Bây giờ thuê. Ấy à, cái này có vẻ hơi ít đấy nhỉ. Một phát đi luôn à. Đấy. Đấy luôn. Đúng rồi. Ok. Đấy, à, đấy ok được không ạ? Nhưng mà vẫn thấy một bước lùi đấy. Vâng. Chỉ cần gánh lên bờ đấy thôi cả nhà, xong là để lúa ở đây. Tí nó máy suốt đến suốt. Một cái là xong luôn. Để lúi cho đây anh ơi. Lúi sang bên này đi. Để lúi sang bên này đi. Lúi bên đấy. Để máy tuốt nó, tí nó vào cho đấy. Để gọn vào. Đấy, đổ gọn gọn vào trồng đi. Bây giờ đổ hoàn vào đây. Cái này chắc xuống rồi xong rồi. Máy phải máy. Ngáy xong rồi đợi máy đi chứ nhỉ. Xếp vào nào đổ vào trồng lên nhau đi cho nó dần lấy lên. Không tí nó không đủ ấy đâu. Nhà mình có được năm nay được mùa đấy. Vâng. Bây giờ ông trẻ vẫn còn khỏe đấy nha. Tao còn đang muốn đi một lấy một bà nữa này. Thật không? Ừ. Bà nữa đấy. Ông giỏi, ông làm bà đi đi. Bây giờ già rồi, cho các cháu nuôi. Ông là cưới cháu là em thi đâu luôn. Cho các cháu. Ừ. Cái này không phải phơi nữa rồi. Mà. Phơi nhiều mai nó lại nát. Đây không phải lúa chín nữa, đây là bùn này nha, bùn chín vào đây này. Đó cả Huy ơi. Nhưng mà bùn nó dính vào. Năm nay toàn bùn thôi cả nhà. Lúa là không được mấy nữa. Hả, gì ăn đâu, có bổ mới thì thôi.
Cái này nó. Đồng chí này mới khỏe này. Tọt 60 cân. Hơi ít đấy này, ít sọt. Với nhiều sọt thì gánh nhanh hơn. Một ôm vào đây nữa bà. Được. Đấy, bà còn đi hộ ở đây. Bà còn ra rồi, có tuổi rồi, mới làm. Vẫn làm tốt. Không ơi, áo phân đoàn phố chắc đấy đâu. Bữa nay bà hết phép bia không bà? Được. Tí không tốt với nhau à? Không. Tí muốn để riêng mà. Ông Lý bày riêng đó. Anh không bé là bé bia rồi con. Bày riêng chắc là tốt riêng đó. Mắt lót anh hình như sao không bước. Cái này buồn chịu. Lót anh hảo hình như hình thướn. Anh mang là phải đứng. Đây này nó hơi có bùn ngập đây. Nó phải bốc bài bê, bài bài bê. Bài bài bê. Má bài, má mày ốm. Thế ở bè vẫn. Các mẹ ơi, anh đây, đây có mấy có sinh 30 tháng 4, 1975 đây. Có gạo không làm thuê đâu. Ngày hôm nay thì thời tiết cũng rất là nắng cả nhà, và các chú các thím anh em trong gia đình hỗ trợ nhau lấy ngày công nhau thôi. Đó. Và tối nay là ăn cơm mừng lúa mới luôn bà nhỉ. Đoạn này hình như chưa khô mấy bà nhỉ. May là vẫn còn được tí thóc đấy cả nhà. Vâng. À, cái này sáng nay mới gặt phải không bà? Cái này là lúa sáng nay gặt. Thế là được một nửa rồi đấy. Vâng. 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 Cố lên ông nhà. Cả nhà cố lên. Không có nữa đâu, hết rồi. Hết sọt rồi mẹ ơi. Năm nào cũng thế, đến mùa gặt là nhộn nhịp lắm ở quê nhà Sơn Hữu. Đấy. Và thím thì được lúa miệng cười tươi như hoa. Đấy. Mặc dù thời tiết nắng vẫn cứ cười tươi. Đấy. Đấy. Còn của cháu thì chả biết có lúa không, toàn thấy toàn bùn thôi. Và của cháu toàn thấy bùn thôi, không thấy lúa đâu cả. Gánh này để riêng à? À. Để riêng à, để góc góc khác à? Vâng. Ở nhà trai áo len á nó. Bây giờ đồ vào là cứ vào, đồ ra là cứ phải đi. Đấy. Đi đồ. Không khí không kịp người ta. Vâng. Đây chuyến. Đóng mình chơi kìa.
Ô. Đống vịt rời đây. Vịt rời hay là vịt ta đấy? Vịt rời. À. Cả nhà nhìn thấy bên suối chỗ mà Xuân Hữu với chú hay câu cá này, đây kia là vịt rời kìa. Đi gần nó bay luôn đấy. Ờ nhỉ. Nhắm hang luôn. Xuống đây nó tìm mồi ấy, cả cò nữa kìa, đậu bên đấy kìa. Đây là vịt rời kìa. Ừ. Chú miền ngày xưa đi lính nên là khỏe lắm. À. Ngày xưa chú đi lính năm bao nhiêu chú nhỉ? Lính 90 à? Đúng năm cháu sinh ấy chú ạ. Năm cháu sinh. Thỉnh thoảng vẫn họp đồng đội chứ nhỉ chú nhỉ? Cựu chiến binh. Vâng. Nghỉ đã các thím các bà ơi. Chú ơi xong rồi uống nước nghỉ ngơi đã. Vâng. Bảo được mùa nhưng mà nó cũng ấy lắm, nhẹ lắm. Lúa, hạt lúa không chắc mấy đâu rồi. Toàn bùn rồi là dính trận lũ lụt. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 đấy. Đây đổ đống một đống ở đây xong rồi. Chờ tí nữa cái máy tuốt lúa ra đây tuốt một cái là xong. Bây giờ thì mọi người đang ngồi nghỉ ngơi một chút ở đây. Bây giờ đang nghỉ giải lao các bác ạ. Đấy, chú Xuân Hữu đang uống nhân trần. Công nhận thơm. Tuyệt vời này. Ăn loại bột trứng á. Vâng. Thơm lắm. Các bác cần nhân trần cứ alo Xuân Hữu nha. Vâng. Mà vỏ thì nước tăng lên. Vâng. Ách cấp 248. Cái nước cua thì bác có con nữa. Bây giờ tìm khó phết đấy bà, không có. Vâng. Vâng. Gánh xong nhà của chú rồi cả nhà, bây giờ di chuyển sang nhà của Xuân Hữu. Đây chính là cái nền nhà cũ nhà Xuân Hữu ở đây này. Đó, ngày xưa sống ở đây xong là nước ngập lên đến tận nóc nhà. Đó, sau đó mới đấy, chuyển lên trên kia. Vâng. Vâng. Được rau lợn luôn nhỉ chú nhỉ? Vâng. Gánh qua chỗ nhà cũ của em trai. Xong là để lúa ở đấy tí nữa mới tuốt đến là tuốt luôn. Có thóc về nhà luôn. Cái ruộng này vừa rồi bị ngập đấy các bác nên là bây giờ lúa là toàn bùn thôi. À. Đây là khu vực ngập, mọi người nhìn thấy cái bãi ngô vẫn còn cái vệt bùn. Này là lúa thì toàn bùn đó, năm nay là mất mùa rồi cả nhà ơi. Vâng, đấy. Năm nay là cháu mất mùa sang chú miền mượn một ít thôi. Mượn vài bao gì đấy. Vâng. Sau khi gánh xong thì đến công đoạn bắt đầu tuốt để lấy thóc về nhà cả nhà. Đó.
Mệt quá cả nhà, Xuân Hữu vừa mới chuyển gạo về chuyển thóc. Xuân Hữu vừa mới chuyển thóc về nhà xong, bây giờ thì đóng vào đó. Để đây gà đỡ bới. Đây mai phơi một nắng nữa là được. Là cất vào trong kho được rồi. Bây giờ mời toàn thể với cô bác anh chị và các bạn ăn tối cùng gia đình nhá, mừng lúa mới. Đấy, hôm nay bố làm mâm hoành tráng quá. Con chịu khó thiệt một tí nhá. Được được, chợ con cốc bé bé được chưa? Và xui bụng. Hôm nay là uống bia mát rồi. Chúng để mà chúng. Ấy là có hai loại nước chấm à? Đây là chấm mè, chấm thịt ngan, còn đây là chấm thịt gà, đây là gừng này, gà trong làng là dân giá thôi. Thôi mời con mời hai ông nhá, mời bố mời bác nhá, mời chú, mời chú nhá. Nào cầm gốc có xem có đủ không? Vâng. Mừng lúa mới. Mừng lúa mới nhỉ. Xin chúc mừng nhá. Cảm ơn các chú, các thím, các cô. Đếm số gánh, ông gánh hơn cháu gấp 10 gánh ấy. Ông vẫn khỏe. Vâng, ông vẫn khỏe lắm. Hôm nay ông bảo lấy thêm một bà nữa mà. Đấy, nó y chừng là để chết. Chúng mời theo anh đi. Ây à, mình bia mát đấy nhỉ. Bột chừng đấy, có phòng không? Này, mình nấp thêm ạ. Vâng. Chú ơi làm... Cái trò là mẹ không? Đây. Ngồi với em. Ông ơi. Cháu miếng làm. Xem một tí rồi nha. Ông ơi, các bạn đi. Làm miếng trắng. Bà hữu mà lốt tăng khoa. Chấm mẹ. Đi nơ. Mở ba này. Bà hữu lốt tăng khoa. Mới quẩy vào nơi đó. Rồi mời các bà, các thím, các chị em bên đấy nha. Ôi dồi, bơm trong còn căng hơn đấy nhỉ. Đang khai thác tráng mà hả? Đó, bơm trong căng hơn đấy bà nhỉ. Bơm đây giảm tiếng điện thoại xuống con. Làm tiếng không một tí. Mà còn hát ẩu, còn hát cá đi. Theo sở trường nhá ông ơi. Dùng được cái gì đúng nhá. Tự nhiên thôi mà hát ẩu dùng được cái dùng thôi. Mở một tiếp nữa. Cái thò mình tiếp. Cách mà gấm cái răng. Đây cái này chấm mẻ, Xuân Hữu thích chấm này. Ở trên đây thì chấm mẻ mấy đúng bản sắc. Nó đơn giản đi. Chung có ngọt á. Đường... Thơm nhỉ. Mặn mặn đó. Đó thơm. Giống gì nữa. Nhiều tôi vừa thích. Đồ này hình như toàn cưới thắm mơ hết chú. Nè bỏ má lao đi nó. Đó lên lật chân đi. Đi đâu rồi. Quý khổng nhé. Rồi đang đắng. Đó. Đi chống, chống tanh. Đâu, chú ơi. Chống tanh giải quyết hết cái này xong rót cái mới. Cái này xong rót cái mới ông ơi. Mà. Ui. Sao bố lại chậm hết nhỉ? Thôi thôi. Thôi thôi. Chiều mai là đi của Vinh rồi. Vâng. Ôi. Quá ngon. Này nó này phải nó biển. Bây giờ nhiều món quá, cháu hòa hết mắt không biết gắp món nào. Cái nào cũng được. Cứ gắp cái nào chúng cái nào để ăn cái đấy thôi. Ông ơi dùng đi. Dùng đi. Tự nhiên. Tự nhiên. Muốn ăn ra còn mà biển đống. Con ăn ốc á? Ốc con phải bảo mẹ cơ, về bố biết ốc ở đâu. Thì có cái đâu ở đâu? Có chứ. Cái đâu đây, à? Đây, đây đúng rồi. Ờ, đây, hai đây, 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 đây. Hai đầy bát rồi. Đầy bát rồi. Thế thôi. Đơn đầy bát, con chào công các bà chưa? Rồi, rồi, đi vào trong ăn đi. Chết rồi. Có khách đến như này thì ngại lắm. Chết. Mới chạy bia hả, mấy em ạ? Nói khó rằng sớm sắc bán hoàng bán là mới non. Ôi con gà mái duy nhất là chú. Con này gà mái này thì nhiều quá. Có cửa chưa? Mà chú phải mổ bớt đi. Mổ bớt đi. Nhiều mái quá. Nhiều mái quá. Hơn 20 mái cơ mà. Ôi thổ. Có hai con trống thôi. Vâng, thế thì làm sao mà đủ sức mà đập mái. Chúng nó phải diệt dần đi. Bớt một mái đi. Vâng. Ôi.
Rồi, chiến đấu đi chú. Vâng, chiến đấu đi chú. Cái này là mới đẳng cấp. Ừ, đấy. Cái này vui nhỉ. Làm tí bia nữa. Còn thiếu ai nữa không nhỉ? Cả nhà mà mua nhân trần cứ liên hệ số điện thoại của Xuân Hữu 0962 670486. Xuân Hữu sẽ ghi trên màn hình số điện thoại nhé, cả nhà yên tâm. Còn ai mà chưa nhận được hàng thì liên hệ lại Xuân Hữu nhé, để Xuân Hữu gửi hàng cho cả nhà. Đây là Xuân Hữu tranh thủ băm cái này. Ui, vừa băm vừa ngửi mùi thơm của nhân trần, thơm lắm. Ôi, mùa khê. Đấy, vừa nắng lại thấy dâm, không biết là sẽ như thế nào đây. Đấy. Bây giờ là xem cái nồi nước nhân trần của Xuân Hữu đã ra màu như các bác nhá. Đấy, và ngày hôm nay thì rất là vui khi mà Xuân Hữu đang ngồi ở hiên nhà Xuân Hữu, mà cái khung cảnh view đằng sau các bác thấy vô cùng tuyệt vời. Con đường bê tông rất là khang trang đi lại, và có người đi qua đi lại, tiếng chim hót líu lo. Và ngay cạnh bên tay trái Xuân Hữu là nhà bà nội Xuân Hữu. Rồi, bây giờ mời các bác sẽ thưởng thức nhân trần của Xuân Hữu nhá. Rửa sắt đây. Rồi, màu đã ra các bác ạ. Khi mà chúng ta đun lên thì nó sẽ ra nước nhiều hơn, ra cái màu nhân trần nhiều hơn. Cái này là, đây các bác này. Đấy. Các bác có thể pha đặc hoặc là pha nhạt, có thể uống đặc hoặc nhạt theo tùy theo khẩu vị của cả nhà mình. Đó. Xuân Hữu mời các bác nhé, để uống thử. Rồi, cái này là mời calamen. Calamen uống. Rồi. Cái này thì các bác có thể là uống với đá lạnh. Đó, mình sẽ đổ vào cái cốc đá uống, thật cực kỳ giải khát, rất là mát. Mùi thơm phừng luôn. Đây là thơm, nhân trần này có rất nhiều loại nha các bác, nhưng phải cái loại có hoa một tím kia mới là loại thơm ngon. Đó, đây này, nhân trần của Xuân Hữu này. Loại này rất là thơm. Đó. Cái này là Xuân Hữu đã xử lý, phơi khô và rửa rất là sạch sẽ rồi. Đóng bao bì rất là chắc chắn này. Xuân Hữu nhắc lại là mỗi một gói này Xuân Hữu bán là 50.000 một gói. Các bác cậu mua ủng hộ Xuân Hữu nhá. Ba gói này Xuân Hữu sẽ free ship cho các bác. Ba gói này là 150.000. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, Xuân Hữu bây giờ phải đi nấu cơm cho vợ đi các bác ạ. Không tí nữa về vợ con nhỏ nữa lại chửi chết đấy. Cảm ơn toàn thể quý cô bác anh chị đã theo dõi video của Xuân Hữu. Các bác mua sản phẩm nào thì liên hệ với Xuân Hữu theo số điện thoại là 0962 670486, và một số điện thoại của vợ Xuân Hữu ở bên này nữa đây ạ. Đầu tiên là số điện thoại của vợ Xuân Hữu này, 0386 436 508 là số của vợ Xuân Hữu. Còn số bên đây là của Xuân Hữu, 0962 670486 các bác nha. Đấy, in bao bì có chữ Xuân Hữu Đàn Tính ở trên này này. Đó. Các bác hoàn toàn yên tâm về cái đây là Xuân Hữu đi lấy ở trong rừng, trong núi, mà có rất là nhiều về Xuân Hữu phơi khô. Xong Xuân Hữu mới băm ra đóng gói như thế này. Hy vọng các bác sẽ ủng hộ Xuân Hữu. Các bác mua thuốc nam sản phẩm mà lúc nãy mà Xuân Hữu có thông qua, cả nhà cứ liên hệ với Xuân Hữu nhé. Bây giờ Xuân Hữu cũng xin phép kết thúc video của mình ở đây. Cảm ơn toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video của Xuân Hữu. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Tạm biệt cả nhà.